Em xin được kính chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Em là Đỗ Trung Ô Tô ạ, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu mua hoặc bán xe ô tô cũ thì có thể liên hệ với em nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu tới quý vị anh chị chiếc xe Ford Focus. Chiếc này của em là phiên bản Titanium, sản xuất 2018, tên cá nhân biển tỉnh và chạy được có 4 vạn km thôi. Em sẽ mời anh chị đi xem chi tiết chiếc xe này. Đấy. Focus thì trong phân khúc nó có thể nói là một chiếc xe đầm chắc và rất là mạnh mẽ luôn. Được trang bị rất nhiều option luôn, như đèn pha tự động, rửa pha tự động. Đây, em mời các bác xem chi tiết chiếc xe này nhé. Đấy, phần có ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem bơ, phải nói là rất là đẹp luôn. Đây, bộ vành, các bác có thể nhìn thấy bộ vành đa chấu rất là mới luôn nhá. Lốp sử dụng là lốp Michelin. Đấy, lốp mít thì đi cực kỳ êm ái rồi. Và cái phần lốp nó còn rất là dày. Đây, chi tiết chiếc xe đây, các bác có thể nhìn đấy ạ. Đấy. Xe này thì được chủ nhân của nó rất là giữ gìn luôn. Thế là nhìn cái phần ngoại thất, anh chị có thể thấy là sơn si gần như là zin cả xe luôn. Rất mới và đẹp. Anh chị để ý một chút nhá, đối với những chiếc xe màu trắng ấy thì qua quá trình sử dụng thì nó cái màu của nó sẽ dễ bị ố hay là vàng theo thời gian. Tuy nhiên nếu mà một chiếc xe mà được giữ gìn cực kỳ cẩn thận thì xe nó cái sơn si của nó vẫn còn rất là đẹp. Thì anh chị xem qua phần cốp một chút nhá. Đây, cốp của Focus thì cũng tương đối là rộng thôi, nói chung là chỉ để được khoảng 2 vali thôi. Lốp sơ cua mới tinh, chưa hạ một lần nào luôn anh chị nhé. Anh chị có thể thấy cái độ mới của chiếc xe này. Focus thì cũng được trang bị rất nhiều cái tính năng option luôn. Tuy nhiên thì cái điểm mà người ta không thích ở Focus ấy, là một số anh chị cũng thích, đó là cái phần không gian nội thất nó hơi hẹp. Bây giờ em sẽ quay qua cho anh chị xem nhé, cái phần chi tiết cánh cửa trước này, để anh chị xem cái keo chỉ nó còn nguyên bản hay không, hay là những cái phần táp ly cửa ở đây. Đấy. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của Focus thì nói thật với các bác là trong phân khúc nó sẽ cao hơn so với Atis. Tuy nhiên thì Focus nó đi đầm chắc lắm. Đấy. Đây, em mời anh chị xem chi tiết chiếc xe. Đó. Cánh cửa bên lái đây ạ, các phím bấm điều khiển. Đấy. Vẫn còn rất là mới luôn. Đây, hay là keo chỉ. Đấy, những cái phần bản lề nguyên bản hết các bác nhá. Về chất lượng thì em nghĩ là các bác cứ yên tâm. Đấy, bao check, bao test cho các bác luôn. Bản lề nguyên bản hết luôn này, các bác nhìn những cái con ốc ở đây đều mới tinh tươm luôn. Và bây giờ em sẽ quay cho các bác xem chi tiết cái khoang trên nhá. Đấy, hay là được trang bị màn hình rồi này. Trên vô lăng cũng được bọc da cao cấp, tích hợp cruise control, các phím đàm thoại, rảnh tay cũng như đàn lấy chuyển số sau vô lăng đầy đủ hết, không thiếu một cái option nào cả. Đấy. Đây, phần ghế da đây, các bác nhìn này. Đấy. Hay là cái bệ tì tay, hộc để tay này có thêm cái các chức năng. Đấy, chúng ta để cốc ở đây nhá các bác nhá. Đây, cửa rất là chắc chắn luôn. Nói thật với các bác là xe Ford nó là xe của Mỹ nên nó cực kỳ chắc chắn. Đây, em sẽ cho các bác xem chi tiết cái động cơ của chiếc Focus này. Nó là động cơ 1.5 EcoBoost. Đấy, cực kỳ mạnh luôn nhá. Lên đến 170 mã cơ mà. Keo chỉ cánh cửa, keo chỉ ở phần tablo. Lắp capo. Đấy. Các bác xem này, máy móc này sáng choang luôn, ốc yếc sáng luôn ạ. Về chất lượng xe thì như em đã nói thì đều cam kết bằng văn bản giấy tờ đàng hoàng. Đấy, bao check cho các bác nên các bác cứ yên tâm nhé. Hiện tại thì giá cho chiếc Focus phiên bản Titanium, sản xuất 2018, tên cá nhân biển tỉnh, chạy được 40.000 km, em đang bán mức giá là 670 triệu đồng. Nếu mà bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ số hotline mà em đặt trên màn hình. Đấy. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.